Các bạn thân mến, tôi đang có mặt tại khách sạn La Thành, nơi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ hội quân trong ngày 28 tháng 10. Hôm nay ngày 28 tháng 10 thì thời tiết Hà Nội có đôi chút trở lạnh. Tuy nhiên, hai cầu thủ có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay đó chính là Văn Toàn và Hữu Tuấn đã hội quân thì lại không có cảm giác như vậy. Họ đã khoác lên mình những chiếc áo phông khá là mát mẻ và rất là khỏe khoắn. Đó là hai cầu thủ đầu tiên. Và trong buổi chiều đến buổi tối ngày hôm nay cho đến 9 giờ tối thì còn rất nhiều các cầu thủ khác sẽ hội quân. Tuy nhiên có các trường hợp của các cầu thủ khác như đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Quảng Nam và câu lạc bộ Thanh Hóa. Ngoài ra là ba cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Công Phượng và Đặng Văn Lâm sẽ hội quân muộn. Dự kiến thì các cầu thủ của chúng ta sẽ có cuộc những cuộc đối đầu rất là quan trọng với đối thủ UAE cũng như Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những gương mặt tiếp theo sẽ góp mặt trong buổi chiều tối ngày 28 tháng 10 ngày hôm nay sẽ là những ai. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.